Thưa quý vị, dự án nghệ thuật cộng đồng có hẹn với Sài Gòn do hai đơn vị là công ty trách nhiệm hữu hạn Thường Nhật, đơn vị đang quản lý, vận hành tuyến buýt đường sông Sài Gòn Waterbus và công ty đào tạo nghệ thuật Clam Studio phối hợp tổ chức từ cuối tháng 2 năm 2022. Mặc dù đây là dự án nghệ thuật đường phố phi lợi nhuận, không thu phí, nhưng mỗi chương trình đều được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc thật sự thú vị, chất lượng vào mỗi cuối tuần. Với phần trình diễn những tiết mục đa dạng, từ âm nhạc hiện đại cho đến các thể loại như nhạc giao hưởng thính phòng, nhạc dân gian đương đại, nhạc cổ truyền dân tộc. Dự án có hẹn với Sài Gòn đã giới thiệu đến công chúng hình ảnh một thành phố Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng sắc màu văn hóa. Vào chiều tối ngày 6 tháng 11 tới đây sẽ là đêm diễn thứ 27 của dự án có hẹn với Sài Gòn với chương trình hòa nhạc dân tộc đương đại mang tên Bến Sông Tơ. Nói về cảm xúc khi tập luyện và tham gia cho đêm diễn lần này, giảng viên nghệ sĩ Tỳ Bà Nghiêm Thu đã chia sẻ. Tham gia lần đầu là từ số năm mình đã tham gia đấy là mang chủ đề khúc Chiều Tà. Và nhóm Tỳ Việt đã cùng các em nhỏ đến tham gia một nửa thời lượng của chương trình. Và sau đấy thì mình cũng có tham gia một số chương trình sau đấy, tương tác cùng các ca sĩ, những cái buổi nhạc có chủ đề về dân gian đương đại. Mình chơi những bản nhạc mà những cái ca khúc mà nó có mang màu dân gian thì mình ra mình biểu diễn và tương tác với các bạn. Cứ chủ đề tuần nào mà có cái chủ đề nó liên quan với nhạc dân tộc là mình lại ôm đàn ra đó để chơi cho mọi người vào cuối tuần. Nơi đó mình cảm thấy như mình được nạp năng lượng, mình được gặp gỡ mọi người, mình được chơi nhạc cho mọi người nghe và mình muốn được thuyết phục mọi người để cho mọi người hiểu hơn về cái cây đàn mình đang chơi là cây đàn Tỳ Bà Việt Nam và để cho mọi người hiểu hơn, yêu hơn cái âm nhạc truyền thống Việt Nam nói chung cũng như cây đàn Tỳ Bà Việt Nam nói riêng. Cái cảm xúc của mình thì đến bây giờ là đang rất là nóng lòng được ra nơi đó để được gặp khán giả, để được chơi những bản nhạc mà khán giả mong muốn được nghe. Bây giờ chúng tôi là đang chơi nhạc để cho khán giả, chứ không phải chúng tôi chơi cho bản thân mình nữa, mà giữa chúng tôi âm nhạc nó là một thứ mà không cần ngôn ngữ. Và trong âm nhạc đó chúng tôi sẽ là những câu chuyện để chúng tôi kể và để chúng tôi sẽ đưa đến gần với khán giả hơn để khán giả cảm nhận một nơi, một góc của thành phố Sài Gòn sẽ là một nơi ấn tượng để mọi người sẽ thấy rằng nơi đấy là nơi để chúng ta tìm đến, chúng ta có chung một cảm xúc và nơi đó là nơi trao gửi yêu thương và đón nhận hạnh phúc. Và nơi đó chúng tôi mong muốn rằng là một cái điểm đặc biệt không cứ với người dân đang sinh sống trên đất Sài Gòn mà dành cho tất cả những người dân trên toàn quốc Việt Nam cũng như là du khách quốc tế khi đến đó sẽ là một điểm nhấn, là một nơi lưu nhớ cho mọi người khi đi đâu đó sẽ nhớ rằng ở tại trên đất Sài Gòn sẽ có một góc như thế, có một nơi như thế đã được coi như là những nghệ sĩ hay là những bài hát, những giai điệu mang âm hưởng của Việt Nam cũng như là nhạc trẻ hay có những buổi chúng tôi có cả nhạc quốc tế để chúng tôi được hiểu nhau hơn hay là một cái nơi gần như nó là cái góc để mình relax cuối tuần của mỗi người dân trên thành phố Sài Gòn. Vâng thưa quý vị, đó là chia sẻ từ nghệ sĩ Tỳ Bà Nghiêm Thu. Còn nói về đêm diễn thứ 27 Bến Sông Tơ cũng như là hiệu quả lan tỏa từ chuỗi dự án nghệ thuật cộng đồng có hẹn với Sài Gòn trong hơn 8 tháng qua, ông Nguyễn Kim Toản, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thường Nhật cũng đã có chia sẻ cùng với chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, được biết là dự án nghệ thuật cộng đồng có hẹn với Sài Gòn chuẩn bị có buổi diễn thứ 27 vào ngày 6 tháng 11 với chương trình hòa nhạc dân tộc đương đại Bến Sông Tơ. Đầu tiên thì ông có thể chia sẻ về đêm diễn lần này, chúng ta có những điều gì thú vị gửi đến cho công chúng ạ? Đầu tiên cho tôi gửi lời chào tất cả khán giả của VOH. Thì thưa anh, Bến Sông Tơ nghĩa là nơi một bến sông mà gieo vang cái tiếng tơ vàng của cung đàn ngũ khúc, đàn Tỳ Bà đó, thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác rất là lãng mạn ở nơi một cái bến sông giữa trung tâm thành phố. Từ cái suy nghĩ đó, chúng tôi đặt tên cho cái chương trình chiều Chủ nhật này là Bến Sông Tơ.
nơi đây đó là cái nơi mà hội tụ cộng đồng, kết nối yêu thương, nơi mà từ ngày xưa tổ tiên ta xây dựng nên thành phố này trên một cái nền sông nước. Giờ đây á, ngay từ trên những cái bến sông, trên những cái ga tàu thủy, chúng tôi làm những cái hoạt động trong cái chuỗi hạ tầng cảng bến và tạo nên một cái hệ sinh thái sông nước trên bến dưới thuyền. Thì những cái chương trình như thế này sẽ là một cái mà mình kết nối giá trị xưa và nay, phát huy cái giá trị văn hóa lịch sử Sài Gòn 300 năm trên bến dưới thuyền, và làm những cái sợi tơ âm nhạc ấy, nó sẽ kết nối yêu thương, đưa những con người mang nhiều cái hồi niệm về với từng bến nước của riêng cho mọi người. Và trong cái giá trị ấy ấy, là một cái giá trị mà tạo nên những cái khoảnh khắc sống có ý nghĩa cho từng mọi cá nhân. Đó là điều mà chúng tôi mong mỏi. Dạ vâng, có thể nói đây đã trở thành một cái điểm hẹn quen thuộc đối với những công chúng. Chúng ta có một nơi để có thể là thưởng thức nghệ thuật và hòa với cái nhịp sống của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì đã bước qua cái chương trình thứ 27 rồi, thì không biết là ông đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của cái chuỗi chương trình cũng như là cái sự lan tỏa của dự án nghệ thuật cộng đồng này ạ? Thì thưa anh, là cái chương trình Có Hẹn Với Sài Gòn đó là một cái chương trình thường xuyên định kỳ, tạo dựng một cái sân chơi, tạo dựng một cái nơi biểu diễn âm nhạc đường phố nhưng mang tính giá trị cao, mang tính nghệ thuật cao và phục vụ miễn phí cho cộng đồng. Đây cũng là một cái chỗ mà để anh em nghệ sĩ chia sẻ yêu thương và bù đắp cống hiến lại cho cuộc đời. Thì mọi cái chương trình, mọi số chúng tôi đặt tên cho từng số một. Ví dụ như số sắp tới đây là Bến Sông Tơ, dựa trên những cái sợi tơ trên cung đàn tỳ bà, đánh lên những cái giai điệu ngũ khúc của âm nhạc dân tộc đương đại. Và những cái số trước kia thì cũng có những cái số tùy theo cái cảm xúc trong thời điểm đó, tùy theo nghệ sĩ thực hiện trong thời điểm đó, hoặc là tùy theo một cái không gian, một cái giá trị văn hóa lịch sử gì đó trong từng thời điểm nó mang số. Nhưng mà lòng chung tất cả thì nó thuộc về chương trình Có Hẹn Với Sài Gòn. Thì riêng cái tên gọi Có Hẹn Với Sài Gòn là chúng tôi cũng muốn gửi gắm một cái thông điệp: Sài Gòn là nơi hội tụ, là nơi cho người nói giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam cùng làm việc và cùng yêu thương Sài Gòn. Và ai yêu thương Sài Gòn thì người đó là dân Sài Gòn. Nên Sài Gòn là cái đất mà ai cũng có hẹn được với Sài Gòn. Đất lành chim đậu mà, cùng yêu thương và cùng cống hiến. Dạ. Ông nhận thấy là cái sự hưởng ứng của những nghệ sĩ nè, rồi công chúng nè, đối với dự án cộng đồng này thời gian qua như thế nào? Thưa anh, thì với một cái suy nghĩ rất là giản dị là cùng hòa nhịp thở với người dân thành phố trong một cái không gian trên bến dưới thuyền, ở mỗi nhà ga tàu thủy, làm những cái hoạt động hội tụ cộng đồng, hoạt động khai phóng hướng nghiệp và kết nối yêu thương, thì trong đó cái hoạt động mà âm nhạc nó sẽ mang nhiều cái cảm xúc, nó tạo được nhiều cái sự kết nối, và chúng tôi cố gắng triển khai nó thật nhiều. Thì chúng tôi cũng không có mong mỏi nhiều hơn, nhưng bởi vì chúng ta làm thật, bởi vì chúng ta đang diễn đạt đúng cái tâm trạng thật, một cái chỗ mà người nghệ sĩ họ đến, họ cũng cảm thấy họ đang hòa nhịp với cuộc sống, và người thưởng thức sự trình bày, sự trình diễn, họ cũng cảm thấy họ đang hòa nhịp với cuộc sống. Cũng rất là may mắn khi mà chương trình với cái mục tiêu là phi lợi nhuận, hoàn toàn phục vụ cho cộng đồng, không có lợi nhuận, không có thu phí. Chúng ta phục vụ bằng một cái sự thành thật nhất, bằng sự yêu thương nhất, dâng hiến trọn vẹn cho cộng đồng. Thì rất nhiều nghệ sĩ, rất nhiều ban nhạc, rất nhiều các em trẻ và những người đã thành danh trên các sân khấu lớn, họ cũng cảm thấy là cái tiêu chí này có ý nghĩa cho chính cái sự nghiệp biểu diễn của họ. Có nhiều anh chị em nghệ sĩ, họ nói họ diễn rất nhiều sân khấu lớn, nhưng mà ở cái sân khấu này, ở nơi bến sông này, khi họ đến diễn, họ cảm giác nó nôn nao hơn, nó gần gũi hơn, và nó cảm thấy là mình được dâng hiến nhiều hơn cho cuộc đời. Và chúng tôi rất là trân trọng cái điều đó. Và qua cái sự mà mời, qua sự giới thiệu hoặc là tìm hiểu ở trên truyền thông, trên báo đài,
họ cũng có liên lạc với chúng tôi và đăng ký. Thì là may mắn thì cái lịch đăng ký cho các số kế tiếp vẫn còn nhiều lắm. Dạ, không biết là mình có gặp những cái khó khăn trở ngại nào hay không về kinh phí tổ chức nè, rồi địa điểm cũng như là thời gian. Trong thời gian qua thì chúng ta có rút được những cái kinh nghiệm nào hay không ạ? Thì cái khó khăn nhất vẫn là vấn đề thời tiết, bởi vì ngoài trời mà. Dạ. Thành ra mùa mưa vừa rồi thì có những cái ngày các ban nhạc đã chuẩn bị rất là kỹ, diễn tập rất là lâu, dù cho là phục vụ cộng đồng không thu phí, dù cho là một cái âm nhạc ở một cái sân khấu ngoài trời, nhưng mà chúng tôi vẫn tập luyện chuyên nghiệp, vẫn là xem như một cái chương trình biểu diễn rất là chuyên nghiệp, bài bản giống như ở trong các cái sân khấu lớn. Do vậy có những cái số chúng tôi tập luyện rất là kỹ trong cả tuần. Tới ngày thứ bảy khi biểu diễn được có 5-10 phút thì trời mưa, đành phải kết thúc sớm. Thì cái khó khăn đó là cái khó khăn do cái mùa mưa, thì khi mà hết mùa mưa rồi thì sẽ vượt qua thôi. Nhưng mà cái khó khăn tiềm tàng nhất á vẫn là cái sức bền, bởi vì cái chương trình này là chương trình với cái tiêu chí là không thu phí. Do vậy cái sức bền để mà bảo vệ cái chương trình được lâu dài á thì đòi hỏi chúng tôi á phải cố gắng sắp xếp, phải cố gắng làm sao giữ được ngọn lửa trong từng mỗi người để mà cái chương trình nó được dài hơi hơn. Và chúng tôi cũng suy nghĩ làm sao để cho cái chương trình đó, mục tiêu cuối cùng vẫn là phục vụ cộng đồng, không thu phí, phục vụ phi lợi nhuận. Nhưng mà để giữ được cho nó sống bền vững thì chúng tôi cũng cố gắng khéo léo để làm sao đó đó, để cho các anh em nghệ sĩ khi họ tham gia chương trình lâu dài thì họ cũng có được cái cơ bản để mà có cái sức để mà giữ được cái lửa đó bền lâu. Dạ. Với những cái hiệu quả đạt được trong thời gian vừa qua thì không biết là mình có cái phương hướng nào để mà mở rộng cái mô hình này, đem những cái chương trình nghệ thuật này lan tỏa thêm trên những cái hành trình của Biết Đường Sông Sài Gòn hay không ạ? Thưa anh, trong hệ sinh thái sông nước Sài Gòn Waterbus, trong cái không gian hào sảng Nam Bộ, thì bất cứ cái gì trong tương lai mà nó mang đến một cái giá trị cho cộng đồng, mang đến một cái luồng sinh khí, một cái sự vui tươi cho cộng đồng thì là cái mục đích của chúng tôi hướng đến. Yeah. Do vậy là trong tương lai chúng tôi sẽ còn làm những cái chương trình thì mình không dám dùng cái chữ lan tỏa, nhưng mà mình cố gắng mình làm chỗ nào cũng làm thiệt đẹp, chỗ nào cũng làm thiệt hay, chỗ nào cũng làm thiệt tình cảm, thì tự nhiên là mọi cái nó sẽ bừng lên. Thì với tinh thần là như vậy, làm theo đúng chất Sài Gòn, đúng chất hào xã Nam Bộ, chúng tôi sẽ phải cố gắng trên cái tinh thần đó. Hiện tại thì ở làm ở bến, không có cái gì ràng buộc chúng tôi sẽ không làm tiếp ở trên những cái không gian khác, thậm chí trên những con thuyền của mình. Đó là cái mục đích của chúng ta. Dạ, không biết là ông có cái điều nhắn gửi gì đến với những nghệ sĩ, đặc biệt là với những công chúng nữa, khi mà hòa trong cái không khí của dự án nghệ thuật cộng đồng Có Hẹn Với Sài Gòn trong thời gian tới ạ? Trong một cái thành phố tươi sáng, trong một cái thành phố đang phát triển, trong một cái thành phố dân hiện đại, thì cái lời ca tiếng hát nó có một cái giá trị bền vững, từ thở lọc lòng đến khi mà già lão, thì đó là một cái giá trị mà giữa con người kết nối với con người, giữa cộng đồng kết nối với cộng đồng. Thành ra là những cái chương trình dù cho nó nhỏ nhoi nhưng mà nó cũng có công sức của các nghệ sĩ, của các bạn, của những cái nhà sản xuất, những cái nhà biên kịch, đạo diễn, những cái người mà cố gắng thực hiện chương trình. Thì tôi là đại diện cho Sài Gòn Waterbus, tôi rất trân trọng và cảm ơn điều đó. Song song á, tôi cũng rất là hạnh phúc, rất vui sướng khi được bà con cô bác mỗi cuối tuần đều đến đông đảo để thưởng lãm chương trình, để mà say đắm trong cái không gian âm nhạc, khi thì nhạc nhẹ, khi thì nhạc dân tộc, đương đại. Nói chung là tôi cảm thấy tôi rất là hạnh phúc, và tôi tin các nghệ sĩ cũng rất hạnh phúc như tôi, bởi vì họ đến với cái chương trình này đều mang một cái tinh thần là cống hiến. Cũng thông qua VOH thì tôi cũng lan tỏa cái suy nghĩ một cách rất là dung dị đến với các anh em trong nghệ sĩ. Nếu mà chúng ta muốn kết nối yêu thương, hòa nhịp với cộng đồng, thì các anh chị em ngoài những cái biểu diễn chuyên nghiệp ở trên các sân khấu lớn,
thì tôi đến đây chúng ta cùng vui với bà con nhân dân thành phố, giữa trung tâm thành phố, giữa một vùng sông nước mênh mông và rất yêu thương. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ từ ông Nguyễn Kim Toản và xin chúc cho dự án có hẹn với Sài Gòn sẽ thành công và có thêm nhiều đêm diễn thú vị, đặc sắc dành tặng cho công chúng của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là du khách đến từ mọi miền của đất nước ạ. Dạ, xin cảm ơn anh, xin cảm ơn khán thính giả nghe đài.